Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. La Barbara Greena là viên ngọc trai có 102 trong lịch sử hoàng gia thế giới. Bảo vật này có số phận vô cùng kỳ lạ. Nó đã lên đên khắp nơi với nhiều câu chuyện thú vị phía sau cho đến nay vẫn chưa thể lý giải hết được. Rebecca Sava, nhà sử học về trang sức cho biết, La Barbara Greena là một trong những viên ngọc quý hiếm và có giá trị nhất thế giới với vẻ đẹp độc đáo. Nó trở thành biểu tượng cho tình yêu, quyền lực và địa vị khiến bất cứ ai cũng muốn sở hữu. La Barbara Greena lần đầu tiên được người dân châu Phi phát hiện tại một hòn đảo thuộc vùng vịnh Panama vào giữa thế kỷ 16. Đây là một trong những viên ngọc trai tự nhiên lớn nhất thế giới được tìm thấy thời bấy giờ. Nó có hình giống quả lê, kích thước và trọng lượng cùng độ bóng bẩy đều ở mức hoàn hảo. Viên ngọc trở thành món quà quý dâng lên vua Philip đệ nhị Tây Ban Nha. Vị quốc vương đã tặng cho hôn thê Marie Tudor, một người thuộc dòng dõi quý tộc trong ngày cưới của cặp đôi vào năm 1554 và 2.000 khách mời đã chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này. Trong một số bức chân dung của Hoàng hậu Mary đều có sự xuất hiện của viên ngọc tuyệt đẹp này. Nó được gắn lên chiếc vòng cổ quý giá khác. Đến năm 1558, hoàng hậu trở bệnh nặng và cuối cùng thì qua đời tại cung điện St. James trong một trận dịch cúm. Kể từ đó, viên ngọc trai được lưu giữ như một báu vật của hoàng gia Tây Ban Nha truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Gần 3 thế kỷ sau, vào năm 1808, Joseph Bonaparte, con trai hoàng đế Napoleon của nước Pháp, được chỉ định lên ngôi vua Tây Ban Nha. Vị vua mới nhanh chóng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp cùng giá trị của viên ngọc trai nổi tiếng. Joseph đã mang La Barbara Greena tặng vợ mình là bà Julie Clary. Bà luôn đeo nó cho đến khi cuộc hôn nhân kết thúc. Vào năm 1813, sau khi không còn làm vua, Joseph Bonaparte mang theo một số trang sức của hoàng gia, trong đó có viên ngọc La Barbara Greena để rời Tây Ban Nha sang Pháp. Khi Joseph Bonaparte qua đời vào năm 1844, viên ngọc trai được truyền lại cho Charles Louis Bonaparte, người sau này trở thành hoàng đế Napoleon đệ tam của Pháp. Không lâu sau, vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, Napoleon đệ tam đã bán viên ngọc cho bá tước Abercorn, một quý tộc người Anh. Vị này đã tặng nó cho người vợ yêu quý của mình. Tuy nhiên, nữ bá tước đã hai lần làm rơi viên ngọc trai. Một lần nó bị rơi ở trên ghế sofa trong lâu đài Windsor, lần thứ hai rơi tại cung điện Buckingham. Rất may sau đó, viên ngọc được tìm thấy và gia tộc Abercorn tiếp tục lưu giữ báu vật này trong hơn một thế kỷ. Tưởng rằng viên ngọc trai Pietrina sẽ yên phận mãi mãi với dòng họ Abercorn, nhưng về sau nó lại được đem bán đấu giá tại thành phố New York vào năm 1969. Vì quá yêu thích viên ngọc quý hiếm này mà nam diễn viên điện ảnh người Anh Richard Burton liên bỏ ra 390.000 USD, hơn 9 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại để mua bằng được, làm quà tặng cho người vợ nổi tiếng của mình là nữ minh tinh Elizabeth Taylor. Vào thời điểm đó, cặp đôi vừa mới kết hôn. Chính vì vậy, viên ngọc trai là một món quà ý nghĩa trong ngày Valentine ở năm đầu tiên cả hai trở thành vợ chồng. Cặp đôi quyết định để hãng Cartier thiết kế lại vòng cổ kết hợp với viên ngọc giá trị tạo ra một kiệt tác mới. Kể từ đó, viên ngọc trai trở thành vật bất ly thân của Elizabeth Taylor. Nó luôn xuất hiện cùng bà trong các buổi tiệc tùng, dạ hội và các lễ trao giải Oscar hay Cannes. Sau cái chết của Elizabeth Taylor vào năm 2011, bộ sưu tập trang sức của bà được trưng bày trong các cuộc triển lãm vòng quanh thế giới. Về sau, La Barbara Greena được đem bán đấu giá với mức giá kỷ lục 11,8 triệu đô la, hơn 270 tỷ đồng. Theo truyền thông, chỉ sau 4 phút rưỡi được chào bán, viên ngọc trai với giá trị lịch sử hàng trăm năm đã được mua bởi một nhà tư nhân đến từ châu Á. Cho đến nay, không một ai hay biết danh tính cụ thể chủ nhân hiện tại của viên ngọc trai này và số phận của nó giờ ra sao. Tynham được coi là một ngôi làng ma vì hoàn toàn vắng bóng người từ năm 1943, thời điểm giữa chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ngoài ra, nó còn được biết tới với cái tên ngôi làng đã mất bởi người dân địa phương. Ngôi làng nằm trong một thung lũng hẻo lánh giữa hai sườn đồi Perpet Dorset
phía tây nam nước Anh. Ngôi làng có một lịch sử rất lâu đời, với dấu vết về sự định cư của nhiều nền văn minh trước đây. Các di chỉ cho thấy từng có người sống từ suốt thời đại đồ sắt đến thời kỳ La Mã sau này. Làng cũng có một nhà thờ cổ thờ Thánh Mary được xây dựng vào thế kỷ 15. Tuy vậy, giờ đây không còn ai sống ở làng sau khi mọi cư dân rời đi vào năm 1943 bởi một cuộc di tản. Địa hình của vùng được cho là lý tưởng cho các cuộc diễn tập quân sự. Khi quân đội Mỹ đến đây vào giữa Thế chiến thứ hai, họ đã lập nên nhiều căn cứ mới. Trước tình hình đó, cộng với việc lo cho an nguy của thường dân trong chiến tranh, họ đã yêu cầu dân làng rời đi và tái định cư ở một địa điểm mới. Tổng cộng 7.500 mẫu Anh, hơn 3.000 hecta đã được Bộ Chiến tranh Anh trưng dụng ngay trước dịp Giáng sinh năm 1943. Đáng buồn rằng, điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều người dân sẽ mất đi ngôi nhà của mình, nhưng nhiều người hy vọng rằng một ngày kia họ có thể trở lại. Trong số khoảng 225 người rời Tynham, một cư dân đã để lại lời nhắn trên cánh cửa nhà thờ cho đội quân tiếp quản. Xin hãy giữ gìn thật cẩn thận nhà thờ và những căn nhà. Chúng tôi đã bỏ nhà mình đi, nơi mà gia đình chúng tôi từng sinh sống suốt nhiều thế hệ để giúp giành chiến thắng trong trận chiến gìn giữ tự do cho nhân loại. Chúng tôi sẽ trở lại vào một ngày kia và xin cảm ơn các anh đã đối xử thật tốt với ngôi làng. Mặc dù vậy, những cư dân xưa của Tynham đã không bao giờ đặt chân trở lại làng nữa. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều người định cư ở những ngôi nhà mới tại Wareham cách đó 6 dặm, khoảng 10 km. Nhưng một số khác không bằng lòng và mong muốn được trở về. Thậm chí còn có một cuộc biểu tình đòi quyền được quay lại Tynham đã diễn ra. Một cuộc khảo sát công khai đã được tiến hành vào năm 1948 để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, một lệnh mua bắt buộc được đưa ra và đất làng thuộc về quyền sở hữu của Bộ Quốc phòng Anh từ đó. Nhiều cuộc vận động sau đó vẫn được tiến hành để đưa những người di tản về Tynham. Tuy vậy, không có sự nhất trí nào giữa các nhà vận động, chính quyền và Bộ Quốc phòng được đưa ra. Dù sao đi nữa, những ngôi nhà trong làng đã dần bị thời gian tàn phá và trở nên không thể ở được sau thời gian dài sử dụng làm cơ sở huấn luyện quân sự. Phần lớn các biệt thự cổ có tuổi đời từ thế kỷ 14 đã bị phá dỡ vào năm 1967 bởi Bộ Xây dựng Anh lúc đó. Hiện nay ngôi làng vẫn bị bỏ trống và được dùng làm địa điểm du lịch. Nhiều người hiếu kỳ tìm đến ngôi làng để chứng kiến bầu không khí được giữ vẹn nguyên từ năm 1943. May mắn khi nhiều căn nhà đang còn ở tình trạng khá tốt.